Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về các dụng cụ hút thoa chân không bằng tay. Thì trong phần dụng cụ này thì xe sẽ gồm hai tầng, tầng trên sẽ đặt cái dụng cụ vô khuẩn và tầng dưới sẽ đặt cái dụng cụ sạch. Trên mâm dụng cụ vô khuẩn thì mình sẽ thấy thứ nhất sẽ có 4 xăng vải để tạo môi trường vô khuẩn. Thứ hai, hai đôi găng vô khuẩn, một đôi găng để mình khám và một đôi găng này mình để tiến hành kỹ thuật. Mình sẽ còn có hai kìm sát khuẩn, một kìm sát khuẩn âm hộ và một kìm sát khuẩn bên trong âm đạo. Đây chính là kìm boxy. Kìm boxy với mục đích là kẹp cổ tử cung, giúp cho cổ tử cung và thân tử cung thẳng để khi mà mình thao tác dễ dàng. Đây là ba ống hút thai, từ cỡ số 4 là màu vàng, cỡ số 5 là màu xanh lá và cái ống trong này là cái ống hút thai số 6. Đây là ống cạch man 1 van. Đây là bơm tim để đựng thuốc tê lidocaine 1%. Hai chén chung, một chén chung mình sẽ đựng dung dịch sát khuẩn, một chén chung mình sẽ đựng nước để mình bôi trơn mỏ vịt, đặt giúp đặt mỏ vịt vào bên trong âm đạo dễ dàng. Đây là gòn viên để sát khuẩn và đây là mỏ vịt. Mỏ vịt ở đây là mình sẽ sử dụng cỡ trung. Còn dụng cụ sạch thì mình sẽ thấy là sẽ có một bồn hạt đậu, một bồn hạt đậu để mình đựng các dụng cụ dơ đã sử dụng, sau đó mình sẽ ngâm sau, và một cái hộp đựng mô sau khi hút thai. Thì đó là phần dụng cụ cần sử dụng trong kỹ thuật này. Sau khi chúng ta mang găng, chúng ta sẽ thực hiện bước sát khuẩn âm hộ. Mình đầu tiên mình sẽ sát khuẩn ở vùng trên khớp mu ha, và đến khe âm hộ. Kế đến mình sẽ sát khuẩn môi nhỏ, môi lớn. Môi nhỏ, môi lớn ở bên còn lại. Kế đến mình sẽ sát khuẩn hai bên đùi. Cuối cùng mình sẽ sát khuẩn vùng hậu, vùng tàng sinh môn và hậu môn. Sau khi mình sát khuẩn xong thì cái kìm sát khuẩn âm hộ mình sẽ không sử dụng nữa, nên mình sẽ bỏ vào trong vùng hoạt đậu. Kìm sát khuẩn còn lại thì mình sẽ gấp một viên gòn và đặt vào trong mâm để mình sẽ sát khuẩn bên trong âm đạo. Kế đến mình sẽ trải khăn vải. Khăn đầu tiên mình sẽ trải dưới mông của người khách hàng. Mình sẽ yêu cầu khách hàng nhấc mông lên để mình trải khăn. Chị ơi, chị nhấc mông lên nhé, để em trải khăn dưới mông cho chị. Khăn thứ hai mình sẽ trải ở bên đùi. Khăn thứ ba là ở bên đùi còn lại. Mục đích của mình trải khăn vô khuẩn là để tạo cái môi trường vô khuẩn. Sau khi chúng ta đã trải khăn vô khuẩn và tạo được môi trường vô khuẩn, chúng ta sẽ tiến hành khám trong âm đạo. Khi khám là mình sẽ đứng dậy để mình khám, kết hợp với tay trong và tay ngoài. Chị ơi, chị thả lỏng người nha. Em sẽ khám cho chị nha. Rồi, thả lỏng người, đúng rồi. Và mình khám, mình sẽ mục đích khám là mình sẽ kiểm tra tư thế, kích thước của tử cung xem có phù hợp với tử thai hay không. Sau khi khám xong thì mình sẽ tháo găng. Tiếp đến chúng ta sẽ mang găng còn lại. Khi mang găng thì mình nhớ đảm bảo kỹ thuật vô khuẩn nha. Kế đến chúng ta sẽ đặt mỏ vịt. Mình sẽ nhúng nước để bôi trơn mỏ vịt.
Khi đặt mẫu vịt thì mình lưu ý là tư thế của mẫu vịt là sẽ hướng chút sau và nghiêng 45 độ để tránh hai cái vị trí có thể làm cho người khách hàng đau là cái vị trí lỗ tiểu và cái hõm thiền phía dưới. Rồi bây giờ chị ơi, chị thả lỏng người nha, em sẽ đặt dụng cụ vô cho chị nha. Dụng cụ này để bộc lộ cổ tử cung, rồi thả lỏng người, đúng rồi, giỏi lắm. Sau khi bộc lộ, sau khi đặt mẫu vịt thì mình sẽ thấy được cái cổ tử cung nó bộc lộ và mình sẽ dặn ốc ở cái mẫu vịt để mình khóa lại mẫu vịt lại, cố định. Kế đến bước tiếp theo, mình sẽ sát khuẩn bên trong cổ tử cung. Vị trí đầu tiên là lỗ cổ tử cung và hành âm đạo. Mình sát khuẩn khi nào sạch thì mình ngưng. Kìm này mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nên mình sẽ kẹp một viên gòn đặt vào trong mâm. Sau bước sát khuẩn thì mình sẽ thực hiện tiếp bước kẹp cổ tử cung nha. Khi mình kẹp cổ tử cung thì mình nhớ là cái kìm này đặc điểm là nó cong, cho nên khi kìm cong á, mình sẽ để mặt cong của nó quay sang bên không thuận thì bên thuận sẽ trống và mình sẽ thao tác dễ dàng bên thuận. Và mình lưu ý là mình kẹp cổ tử cung thì mình kẹp cách mép 1 cm, không kẹp quá sát mép thì nó sẽ rất là dễ gây rách cổ tử cung. Và nhớ là khi mà kẹp thì sẽ yêu cầu khách hàng ho một vài tiếng để khi người ta ho người ta sẽ quên cảm giác khi mà mình bấm kẹp, đỡ đau cho khách hàng. Chị ơi chị ho đi chị ho một vài tiếng nha. Rồi đúng rồi. Rồi. Kế đến mình sẽ sử dụng 80 lít lidocaine 1% để mình gây tê. Vị trí mà mình gây tê sẽ là ở vị trí 4 giờ và 8 giờ, nơi tiếp giáp giữa cổ tử cung và niêm mạc âm đạo. Trước khi chúng ta tiêm thuốc tê thì chúng ta phải kiểm tra máu để tránh tiêm thuốc tê vào trong mạch máu. Khi mà tiêm thuốc tê thì phải bơm từ từ và quan sát sắc mặt của người khách hàng. Rồi chúng ta sẽ đổi vị trí 8 giờ. Sau khi tiêm thuốc tê thì chúng ta sẽ để cho thuốc tê có tác dụng. Chúng ta sẽ chờ đợi khoảng trong 2-3 phút. Thì trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ kiểm tra áp lực bơm hút chân không nha. Chúng ta sẽ khóa van, kéo bơm hút. Và khi chúng ta mở van, nếu chúng ta nghe một cái tiếng phục thì đó là van còn sử dụng được. Các bạn nghe tiếng phục ha. Đó là âm thanh của áp lực chân không tốt. Khi thuốc tê đã có tác dụng thì chúng ta sẽ tiến hành bước đo cổ tử cung. Đây là ống hút thai số 4 và mình sẽ thấy đây là số 4 ha. Mình sẽ đo. Một tay mình sẽ cầm kìm kẹp cổ tử cung. Một tay mình sẽ đưa ống hút vào trong cổ tử cung. Tay cầm kìm kẹp cổ tử cung sẽ kéo nhẹ giúp cho cổ và thân tử cung thẳng. Tay cầm ống hút sẽ đưa ống hút vào trong lỗ cổ tử cung và vào trong tử cung. Khi chúng ta đưa thì chúng ta nhớ là kỹ thuật này lưu ý là không chạm và đưa dứt khoát vào tới lỗ cổ tử cung, tránh chạm vào thành âm đạo. Rồi chúng ta đưa nhẹ nhàng cho đến khi chúng ta có cảm giác là chạm đáy, nó sẽ có một cái lực phản hồi lại tay của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ xoay nhẹ ống hút để làm dấu vị trí của độ sâu lòng tử cung. Khi chúng ta xoay nhẹ, trên thực tế lâm sàng sẽ có một cái đoạn dịch nó bám quanh cái ống hút thai này thì chúng ta sẽ biết được độ sâu của lòng tử cung là bao nhiêu. Sau khi mà chúng ta đo rồi thì chúng ta sẽ thực hiện bước nông nếu như cần thiết. Ở đây mình sẽ thấy mình sẽ nông ha. Kế tiếp mình sẽ sử dụng ống hút thai số 5. Mình sẽ thấy có số 5 và iPad thì người ta sẽ cho màu xanh lá để mà mình nông. Rồi, tùy vào tuổi thai thì mình sẽ chọn hút thai. Thường thì kích thước tuổi thai sẽ mình chọn cái ống hút thai sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi thai.
Ở đây mình thấy ống số 5 đã phù hợp với kích thước của cổ tử cung này nên mình sẽ chọn ống thai số 5 để mình sẽ thực hiện hút thai chân không. Mình sẽ tạo áp lực chân không. Lắp ống hút thai vào trong cái lắm ống bơm hút chân không vào trong cái ống hút. Kế đến sau khi lắp xong rồi thì mình sẽ mở van. Một tay sẽ kéo nhẹ kìm kẹp cổ tử cung và một tay kia thực hiện hút thai, thì chúng ta sẽ xoay. Và động tác xoay thì chúng ta sẽ xoay theo số 8 ha. Để cho hai cái cửa sổ của ống hút thai nó sẽ hút đều lòng tử cung là lấy mô thai ra. Ở trên lâm sàng thì các bạn sẽ thấy mô sẽ được hút vào trong cái ống hút thai này. Và chúng ta sẽ hút cho đến khi mà sạch. Thì thường sạch đó, thì mình sẽ cảm giác là lòng tử cung nó sẽ siết chặt lại, cảm giác chúng ta sẽ nghe nặng tai hơn. Không còn mô thai ở trong ống hút thai nữa mà là các bọt hồng chạy vào trong ống hút thai. Và nếu mà có cảm giác sạch rồi thì chúng ta sẽ khóa van lại. Chúng ta phải khóa lại trước khi mà chúng ta lấy cái hút thai ra ngoài, để tránh khi mà chúng ta lấy ra thì cái cửa sổ nó sẽ tổn thương cái cổ tử cung. Sau đó chúng ta sẽ bơm mô hút vào trong hộp đựng mô nha. Mình sẽ mở van, bơm mô hút vào trong hộp đựng mô. Rồi, sau khi mà hút sạch thì chúng ta sẽ mở kìm kẹp cổ tử cung. Chị ơi thả lỏng người nha, em mở cái kìm ra cho chị nha. Sau đó chúng ta sẽ sát khuẩn lại cổ tử cung. Nếu như trong một vài trường hợp mà vị trí kẹp cổ tử cung có chảy máu thì chúng ta sẽ dùng một viên gòn khô để chúng ta chậm và giữ ở vị trí kẹp cổ tử cung, mục đích là để cầm máu. Sát khuẩn xong thì chúng ta sẽ tháo mẫu vịt. Động tác tháo mẫu vịt đầu tiên mình sẽ mở cái ốc, mình mở khóa. Sau đó mình sẽ lùi cái mẫu vịt lại một chút để tránh khi mà mình gặp mẫu vịt lại nó sẽ trúng vào cổ tử cung và nó khó chịu khách hàng. Kế đến mình sẽ nhập hai cái mẫu vịt lại, tư thế giống như tư thế ban đầu, nghiêng 45 độ ha. Chị ơi thả lỏng người nha. Rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ sát khuẩn lại bên ngoài. Khi mà sát khuẩn ngoài thì như động tác chúng ta sát khuẩn lúc đầu, đầu tiên sẽ sát khuẩn vùng trên cơn khớp mu kem hộ, mô nhỏ, mô lớn. Mô nhỏ, mô lớn của bên còn lại. Hai bên đùi. Trung tầng sinh môn và hậu môn cuối cùng. Chúng ta sẽ thu dọn các khăn vải giúp cho khách hàng này băng vệ sinh. Thì tới đây chúng ta đã thực hiện xong kỹ thuật hút thai chân không bằng tay. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi khách hàng khi mà cho khách hàng nằm nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút. Và chúng ta sẽ tư vấn khách hàng sau khi đặt dụng cụ tử cung xong, sau khi hút thai xong.